Chào mừng toàn thể quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube của siêu thị xe tải An Sương. Thì hôm nay vào chủ nhật cuối tuần, một ngày nắng đẹp, thì đội ngũ ekip của chúng tôi tiếp tục quay video giới thiệu về xe tải. Và đặc biệt hôm nay tôi muốn giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng một cái siêu phẩm, một cái ông vua trong làng xe đầu kéo hot nhất hiện nay. Và đây là vua xe đầu kéo Isuzu Giga 2021. Đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu chi tiết cho toàn thể mọi người về cái mặt cabin, nội thất cũng như là xung quanh xe, cầu xe, hộp số và cuối cùng là phần động cơ. Đầu tiên thì mọi người nhìn vào đây chúng ta thấy một cái model cabin, model 2021, thì tôi nghĩ cái model này sẽ phát triển rất là mạnh ở năm 2021 về năm sau. Thì các hãng sẽ ứng dụng cái mô hình này. Đó, thì ngoài cái việc những cái logo thương hiệu được mạ cà rôm, mặt ga lăng, tốp lường được mạ cà rôm sáng bóng tạo điểm nhấn cho cái mẫu cabin này, và đặc biệt là một cái mẫu cabin đầu cao cực kỳ hầm hố và sang trọng. Tiếp theo tiến về hai bên hông xe thì theo nhận xét tổng quan của tôi á, thì tất cả những cái gương chiếu sáng cũng như gương hậu, gương trước soi cản đầy đủ để cho các mắt tài chúng ta quan sát tổng thể của con xe rất là an toàn. Tiếp theo tiến về phần phía sau của đuôi xe thì ở đây mình có một cái nhà sản xuất đã trang bị một cái bộ xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 5. Thì theo cái quy định mới của cái Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam á, thì tiêu chuẩn khí thải xe của đạt ở Việt Nam thì đạt cái tiêu chuẩn Euro 4. Nhưng Isuzu Giga của chúng tôi đạt tiêu chuẩn đến mức Euro 5, cực kỳ sạch cho và thân thiện với môi trường. Một cái bộ xúc tác và cái bô, chúng ta hay còn gọi là cái bô xe đó, rất là gọn ở đây. Tiếp theo là hệ thống 4 bình hơi bằng inox, hợp kim inox rất là bền. Đây là cái hệ thống chia hơi. Son thì hầu như cái thương hiệu này là cũng khá là quen thuộc với lại cái thị trường xe tải nặng ở Việt Nam rồi. Và đây để đáp ứng được cái tiêu chuẩn khí thải thì chúng ta, động cơ chúng ta cần phải sử dụng một cái dung dịch xử lý khí thải. Đây là một cái bình nó rơi vào khoảng 30 đến 35 lít. Về mâm gióp thì quá là gần gũi, không xa lạ với các anh tài xế cũng như là quý khách hàng nào đã sử dụng cái xe tải nặng rồi. Về lớp xe thì trước sau đồng bộ, nó sử dụng cái hệ thống lớp 315 sẹt 80 cùng với mình mâm là 22.5 inch, lớp không xăm nha mọi người. Đặc biệt của cái con xe đầu kéo Giga 420HB này á, đó là cái cầu xe. Nó sử dụng hai cầu lắp với tỷ số tiền là 3.909. Thì với cái động cơ tối ưu cùng với cái cầu, cùng với cái cầu nhanh như thế này, chúng ta sẽ di chuyển xuống đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tỷ số truyền cầu. Đây mọi người nha, nhà sản xuất sẽ ghi trực tiếp ở trên cái cầu của mình. Với cái cầu này thì sẽ giảm đi cái lượng tiêu hao nhiên liệu, kết hợp với lại cái động cơ. Thì một chút xíu tôi sẽ nói sâu về cái động cơ, lý do vì sao là mà nhiều nhà vận tải nên lựa chọn đầu tư cho mình một cái con xe như thế này. Ở thì về hệ thống nhiên liệu, chúng ta có một cái thùng nhiên liệu với dung tích là 600 lít bằng hợp kim nhôm, rất là bền, chịu va đập rất tốt.
Đó thì về tổng quan sơ xung quanh một cái con xe đầu kéo Isuzu Giga 420, nó có những cái tối ưu mà tôi vừa kể. Thì để tiếp theo là cái phần tôi muốn dẫn mọi người lên trên cái cabin để chúng ta xem ở trên cabin nó có những gì. Và bây giờ mời mọi người. Đầu tiên thì khi mà trước khi bước lên cái xe, trước khi bước lên không gian cabin thì cái cánh cửa được mở ra 90 độ, khá là rộng rãi và dễ dàng. Đây chúng ta có ba cái bậc lên xuống được bọc bằng hợp kim, rất là chắc chắn. Và tôi hiện tại tôi đang ngồi trên cái không gian cabin của cái con khủng long Giga 2021, model 2021. Thì với cái phiên bản cabin luxury hay giường này á, tiêu chuẩn châu Âu nha, nó có hai cái giường nằm thì ở phía sau khá là rộng. Cái giường chính thì với thể trạng người như tôi thì có thể nằm được hai người nha. Ở phía trên chúng ta có một cái giường phụ cho lơi xe hoặc là tài xế cũng có thể nằm ở trên này. Tiếp theo là về nội thất. Đầu tiên thì ở phía trước tắp luôn được bọc da nhìn rất là sáng và sang, tăng cái tính thẩm mỹ và giá trị của con xe này. Đó, thì chúng ta nhìn sơ qua cái phần da rất là sang trọng. Tiếp theo là phía tắp lô điều khiển, thì nó hội tụ đầy đủ những cái tính năng cũng như là hội tụ những cái chức năng công năng của cái xe đều nằm phía trên này. Và đặc biệt tôi thích nhất đó là những cái ốp giả gỗ nhìn rất là sang trọng. Trước khi tôi muốn nói về đến cái phần những cái ưu và nhược điểm mà tôi thích nhất của cái con đầu kéo này thì bây giờ tôi sẽ nổ máy lên để xem là cái đồng hồ cũng như là cái động cơ nó hoạt động như thế nào. Đó thì hiện tại là tôi đã nổ máy cái con xe đầu kéo Isuzu Giga này rồi. Đấy. Đó thì khi mà đầu tiên mà khi mà tôi nổ máy xe lên á, tôi nghe cái tiếng máy, cái động cơ nó nổ rất là mạnh, rất là khỏe. Cảm nhận đầu tiên ban đầu của tôi á, là cảm nhận cái động cơ này cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Thì về cái phần cái con xe đầu kéo này là có cái ba điểm mà tôi thích nhất. Thứ nhất, nó là ứng dụng cái công nghệ. Ứng dụng cái công nghệ để sản xuất cái con xe. Đầu tiên là hệ thống phanh ABS. Hệ thống phanh ABS nha mọi người. Cực kỳ an toàn và chính xác. Cái thứ hai, cái điểm công nghệ của cái con xe này đó là nó có một cái điểm, có một cái hệ thống cruise control điều khiển tốc độ của xe khi mà vào cao tốc, giúp cho tài xế thoải mái hơn và không phải dùng chân để mà đập ga trên cao tốc hoặc là đường trường. Chúng ta có thể điều khiển bằng cái hệ thống này ở một cái tốc độ mà chúng ta mong muốn. Thứ ba, đó là một cái con xe đầu kéo mà hầu như là trước giờ tôi chưa thấy ứng dụng vào những cái con xe trước đây ở thị trường Việt Nam. Hệ thống cân bằng điện tử ESC cho cái cabin, giúp cho cái xe chúng ta cân bằng và ổn định hơn khi mà vào những cung đường xấu và đường hẹp hoặc là độ dốc mà ổ gà. Tiếp theo là về cái phần ghế. Thì ghế chúng ta được trợ lực hơi rất là nhẹ. Cái ghế của tài xế thì có thể chỉnh được bốn phía nha mọi người. Còn bên lơ thì chúng ta chỉ chỉnh được cái tựa lưng là lên xuống thôi. Còn ghế tài xế thì chúng ta được chỉnh được bốn phía luôn. Lên xuống qua lại thì ở bên đây. Phía bên tay trái của tôi thì nó có cái công tắc để chúng ta điều chỉnh hơi bật lên xuống tùy theo thể trạng của từng người. Tiếp theo là trên cái vô lăng. Thì cái vô lăng của chúng ta là phiên bản lớn, trợ lực thủy lực rất là nhẹ khi mà chúng ta đánh lái. Tiếp theo là những cái cụm công tắc ở phía trên vô lăng. Bên đây là cái chế độ cruise control mà tôi nói đến. Bên đây là chúng ta điều chỉnh cái radio của mình. Về phần những cái phần mà phụ trợ thì cũng giống như những cái con xe đầu kéo khác, đó là máy lạnh theo xe nè, radio FM,
rồi cái kính cửa thì được chỉnh điện hai bên, đều tự động auto hết. Ngoài ra cái con xe này cái gương hậu được chỉnh điện nha mọi người, nó rất là tiện lợi cho tài xế khi mà ngồi ở bên trong thì chúng ta có thể điều khiển. Đây là cái cụm công tắc điều khiển gương hậu hai bên đấy, chúng ta bật ở bên L là phía bên tài, R là bên phía bên lơ, chúng ta điều khiển lên xuống và lại bốn phía. Ngoài ra cái vô lăng này cũng điều chỉnh được nha mọi người, điều chỉnh theo tùy cái anh tài xế nào thích. Ở đây chúng ta có một cái công tắc ở dưới này, có một cái cận ở dưới này, chúng ta gạt xuống và chúng ta có thể điều chỉnh. Như tôi thì ở cái vị trí này là phù hợp rồi. Hai bên cái cần gạt tôi thì bên đây là sử dụng cho cái cần gạt mưa của chúng ta, bên đây là hệ sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng tất cả pha cốt thì sơ mi rồi đèn pha đều bật bên này. Ngoài ra thì cái hệ thống đèn, cái cụm đèn pha của chúng ta nó có một cái công tắc điều chỉnh được cái cường độ sáng ở phía bên tài, phía bên tay trái tôi đây. Đây là cái công tắc điều chỉnh cái đèn pha của mình theo cái ý mình muốn. Đó, thì những cái công tắc còn lại thì phục vụ cho đèn nè, tốc độ cầm chừng nè. Ở đây thì có một cái công tắc để chúng ta sửa kính chắn gió của mình đấy. Đó, khi mà hôm nào mà trời lạnh thì sương nó sẽ đóng thì chúng ta bật cái công tắc này lên thì hệ thống kính của chúng ta sẽ được sửa nguyên một vàng ở trên đây. Đó, thì tiếp theo đó là cái không gian ở giữa đây, ở cái tay nắm cần số đây thì khá là rộng rãi. Ở đây chúng ta có thể sử dụng để chúng ta để rất là nhiều đồ đạc, kèm theo những cái hộc để nước rất là tiện lợi. Ở đây, ở phía đây rồi chỗ này để những cái giấy tờ ở trên xe như thế này. Ở đây chúng ta có thể lắp một cái màn hình DVD cái tầm khoảng 5 inch ở đây, rất là tiện lợi cho chúng ta. Màn hình MB5 nha mọi người, mình nói nhầm. Cái kích cỡ cái vừa vào cái hộc này, nhà thiết kế cũng rất là tinh ý. Và đây là hệ thống phanh, đây là phanh chính, còn đây là hệ thống sử dụng cho phanh locker, phanh rơ mi rơ móc, sơ mi rơ móc. Ở đây thì khi nào chúng ta kéo theo cái móc thì chúng ta sẽ sử dụng cái cần phanh này, hiện giờ thì không có. Và cuối cùng tiếp theo là ở phía trên cabin chúng ta có rất là nhiều cái hộc để đồ rất là lớn, chúng ta sẽ có thể để rất là nhiều đồ trong này. Cái không gian này đủ để cho cả một cái vali nha mọi người, rất là to. Bên đây cũng có và phía bên lơ cũng có, rất là tiện dụng, hộc rất là sâu. Thế thì mình có thể tận dụng, mình có thể tận dụng mình để đồ được. Và cái cabin này á, đặc biệt nó có cửa sổ trời, chúng ta có thể mở lên khi mà chúng ta không muốn sử dụng cái hệ thống máy lạnh vào ban đêm hay là trời mát, rất là tiện dụng nha mọi người nha. Cuối cùng là cái phần cần số mà tôi muốn nói đến, đặc biệt của cái con xe đầu kéo này, tối ưu phụ thuộc vào một là động cơ, hai là cái hộp số, và cuối cùng đó là cái cầu xe để tối ưu được cái mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng như là độ bền khỏe của cái xe này. Con xe này được trang bị hộp số ZF 2 cấp số, 2 tầng với 16 cấp số. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đây là cái công tắc để chúng ta chuyển tầng. Đó. Bật lên như thế này là tầng nhanh nha mọi người, bật xuống là tầng chậm. Tầng chậm thì phục vụ cho chúng ta khi kéo nặng tải và lên đèo dốc ha. Còn tầng nhanh thì chúng ta đi đường trường để giảm độ tiêu hao nhiên liệu hơn thôi. Đấy. Đặc biệt là cái hộp số này là ZF này là được sử dụng rộng rãi trên tất cả các dòng xe tải nặng. Nó xuất hiện ở trên cả cái con xe Isuzu 3 chân, xe 8 tấn và cả Hino đều sử dụng cái hộp số này. Hầu như cái hộp số, cái tên của cái hộp số này thì quá quen thuộc với lại phía anh em tài xế rồi. Mình không phải bàn cãi nhiều, hầu như mọi người rất là thích. Và số cũng khá là nhẹ nhàng, bị máy. Đấy là toàn bộ cái không gian nội thất. Thì tôi xin điểm lại là có 3 cái điểm mà tôi thích nhất ở cái con xe này. Khi mà bước lên ngồi trên cabin đó là, một là cái chế độ phanh ABS, hai là cái chế độ control, control điều khiển tốc độ cần chân.
thứ ba là cái hệ thống cân bằng điện tử ESC. Một chút xíu tôi sẽ thử chạy một đoạn xem là ngồi trên con đồ kéo này nó vận hành như thế nào cho anh em và mọi người thấy. Và cái phần quan trọng cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến đó là cái phần động cơ và cái hộp số của cái đầu kéo Isuzu này. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái hộp số ZF, một cái thương hiệu khá là quen thuộc với các bác tài cũng như là cái khách hàng, toàn thể khách hàng để sử dụng cái xe tải nặng. Và đây là cái động cơ Isuzu của 420 HP. Thì tôi muốn giới thiệu chi tiết hơn về cái động cơ này một xíu. Động cơ Isuzu được trang bị trên cái con đầu kéo 420 HP này. Nó có dung tích xi lanh là 15.681cc. Cái điều đặc biệt quan trọng đáng nói ở đây là nó đạt cái mô men xoắn cực đại rơi vào 2.256 N ở giải vòng tua từ 900 đến 1.200 vòng. Thì việc đạt cái công suất cực đại ở cái số cái vòng tua thấp thì sẽ làm tăng cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một cái điểm tối ưu của cái động cơ của cái con xe này. Kết hợp với hộp số ZF 16 số kèm theo cầu nhanh thì con xe đầu kéo Isuzu 420 HP sẽ mang lại một cái hiệu quả kinh tế cực kỳ cao khi mà chúng ta vận hành. Và vừa rồi tôi đã giới thiệu chi tiết cái con xe đầu kéo Isuzu Giga 420 HP vừa mới được bên ô tô An Sương nhập khẩu về. Thì cái mức giá công ty chúng tôi đang công bố bán trên thị trường là 1.890.000.000. Hiện tại con xe Isuzu Giga 420 HP này, công ty chúng tôi có một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, đó là giảm giá đến 60.000.000 đối với khách hàng mua xe trong cái thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10. Ngoài ra thì sắp tới đây, vào ngày 6 tháng 10 2020, chúng tôi sẽ tổ chức một cái roadshow trải nghiệm và lái thử xe. Kính mời toàn thể quý khách hàng chúng ta lên tham quan, trải nghiệm và lái thử xe. Đặc biệt một cái chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mà chúng khách hàng đặt cọc mua xe vào ngày 6 sắp tới sẽ được tặng thêm 20.000.000 tiền mặt kèm theo một cái voucher khuyến mãi bảo dưỡng miễn phí trong vòng 2 tháng. Hiện tại thì con xe đầu kéo Isuzu Giga 420 chúng tôi nhập về với 3 màu để quý khách hàng lựa chọn, đó là màu bạc, màu trắng và màu xanh, cùng với phiên bản thấp hơn đó là động cơ 380. Hiện tại cái con xe đầu kéo này đang được hệ thống ngân hàng đánh giá rất là cao, cho nên là cái chế độ hỗ trợ trả góp lên đến 80%. Thì quý khách hàng nào muốn tham khảo thêm về thủ tục trả góp thì vui lòng liên hệ với ô tô An Sương để được tư vấn nhiệt tình và hướng dẫn về thủ tục cũng như là cái cách thức mua xe. Và để đến trải nghiệm và lái thử thì vui lòng liên hệ tới hotline 1800 2017 để nhân viên chúng tôi hướng dẫn, và đến showroom xem xe tọa lạc tại vị trí 2450 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, ngay chân cầu vượt An Sương. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video, và cuối cùng tôi xin chúc toàn thể quý khách hàng, toàn thể những anh em đang theo dõi video một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.